Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, người dân có trâu, bò chết cống trong đợt rét đậm, rét hại sẽ được hỗ trợ tiền mặt, ngoại trừ gia súc thả rông trong rừng. Ngày 24 tháng 2, Hội Nông dân các địa phương ở Nghệ An cho biết vẫn đang tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân các biện pháp phòng chống thiệt hại cho đàn gia súc, gia cầm trước một đợt rét đang kéo xuống, đồng thời thống kê số gia súc chết cống vừa qua để có chính sách hỗ trợ. Ông Dương Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong, cho biết những ngày qua huyện đã thành lập nhiều tổ công tác, trực tiếp xuống các xã kiểm tra tình hình thiệt hại của người dân, hướng dẫn bà con cách phòng chống rét cho trâu, bò. Các xã cũng huy động lực lượng đoàn viên thanh niên giúp dân vào rừng tìm trâu bò đưa về nhà chống rét. Tính đến ngày 23 tháng 2, toàn huyện Quế Phong có gần 200 con trâu, bò chết do đói rét. Chủ yếu số gia súc chết trong rừng do người dân thả rông. Do không đưa về được nên một số người đã xẻ thịt đưa ra ngoài để bán vớt vát. Theo ông Vũ, với chính sách hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, gia súc, gia cầm thả rông sẽ không được xem xét hỗ trợ nên huyện đang yêu cầu các xã thống kê đầy đủ, không được báo cáo sai lệch, đặc biệt kê khai khống. Tất cả những thống kê số gia súc bị chết phải có hình ảnh, video quay cụ thể ở hiện trường và địa điểm cụ thể để làm bằng chứng lập danh sách hỗ trợ thiệt hại cho bà con, ông Vũ nói. Ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An, cho hay những trường hợp trâu bò, gia cầm chết vì đợt rét đậm, rét hại vừa qua sẽ nằm trong chính sách hỗ trợ của tỉnh. Các huyện sẽ báo cáo thiệt hại do gia súc, gia cầm bị chết rét và thống kê gửi về tỉnh, từ đó hỗ trợ người dân sớm nhất để phục hồi sản xuất. Theo quyết định 48 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ như bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi con, bò sữa trên 6 tháng tuổi hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi con, trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi con, trên 6 tháng tuổi hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi con. Ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Các địa phương ký cam kết các hộ chăn nuôi tuyệt đối không thả rông gia súc trong mùa đông. Những hộ chăn nuôi nào cố tình thả rông gia súc, không thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét nếu bị thiệt hại thì không hỗ trợ thiệt hại theo quy định của nhà nước, công điện nêu.